Và mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp tục để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Trọng, nay em 30 tuổi. Hiện em công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An. Còn em? Dạ, em xin chào hai anh chị, em chào thính khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiên, năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng và em cũng đang ở Long An. Là hai bạn từ Long An lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Ôi. Hai em kể cho chương trình biết rằng là hai em quen nhau như thế nào? 5 năm trước á, là hai đứa em đã biết nhau rồi, là em còn học phổ thông. Ảnh thì đi đánh banh chung ở trong trường á. Thì em biết ảnh, mà tại thời điểm đó đó là ảnh đang cua bạn học của em. Em cực kỳ là em ghét anh này lắm, nhìn ảnh đểu mà ảnh giả dối lắm kìa. Xong cái ngày hôm đó là ngày mùng 1 Tết năm 2016. Chiều hôm đó em đi chùa về, em gặp lại chồng em. Cái em mới nói, ủa sao nhìn anh này quen quen ta? Cái em mới hỏi là, anh ơi phải này là anh Trọng đúng không? Cái nói, đúng rồi. Cái nói, chà bữa nay nhìn cũng vảnh đẹp trai dữ. Cái hai đứa chào hỏi, cái vô bàn ngồi, cái nhậu chung. Em thì em thấy ông này là em ghét rồi. Em cứ mời tới, uống hoài ổng kiểu như ổng lân lân rồi đó. Cái bắt đầu ổng thả thính em. Thả thính thì sao? Ổng hỏi em dạo này sao, khỏe không, sao lâu rồi không thấy hình up hình Facebook. Cái không lẽ vậy em nói em chặn Facebook anh rồi. Anh đã ghét quá không muốn gặp mà. Xong cái em mới nói là thôi bây giờ cũng trễ rồi, em về em phụ mẹ em bán quán tại nhà mẹ em kinh doanh quán nhậu. Cái em mới nói tối nay mà mấy anh rảnh thì thôi qua quán em tiếp lại nữa. Cái ảnh nói là ừ vậy thôi cũng được. Cái là đi ổng, tăng 2 đúng không? Tăng 3 rồi anh. Tăng 2 là đi karaoke rồi. Xong rồi là tăng 3. Xong cái ảnh qua cái em cũng chào và đi đáng bạn chắc cũng 10 người. Ông chả thì ông chả là cũng chuẩn bị chắc xỉn rồi đó. Mà ham hố ngồi kế ngay cái két bia đó anh. Cái mấy ổng nói là mấy đứa bay nha, đứa nào mà uống với tao là đưa qua tình yêu tao uống hết. Là ý ông nói em á. Tự nhận luôn. Tối hôm đó về xin số điện thoại nhắn tin hỏi thăm qua lại này nọ, rất là rủ tiếp là ngày mai đi chơi nữa. Nhậu nữa đó phải không? Dạ đi nhậu nữa đó anh. Ổng thả thính mình thì mình đẩy lại luôn. Cứ như là quen, lúc đó là quen quen rồi chia tay cho bỏ ghét á. Là quen rồi đá đúng không? Đúng không? Còn em sao nè? Em chia sẻ chút xíu về cái nhan sắc của ấy đi. Tại lúc về nhà bạn em chơi thấy gặp lại. Cũng lâu rồi nhìn lại thấy thấy cũng được. Tại em mới chứ em thích cũng điện nước đầy đủ. Nhưng mà em là thành thật đúng không? Em là em em là khoái thiệt đó. Không, em cũng quen chơi vậy đó. Tính quen chơi rồi bỏ cho bỏ ghét á trời. Hai đứa này nó chơi qua đường không vậy? Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm? Dạ chắc không tới năm. Không tới năm. Tức là đầu năm quen, cuối năm tụi em đám cưới. Nhưng mà anh hỏi nè, lúc mà đã quen rồi sao em không đá anh đi? Cũng nhiều lần muốn đá lắm mà đá không được anh. Mà chia tay bao nhiêu lần trong thời gian quen nhau? Cũng vài lần. Nhiều lắm đó chứ. Lúc mà quen nhau á, cái sếp mới nói là thôi em đi công tác ở Đức Hòa khoảng chừng một tuần thôi để thế dùm cho cái chị kia. Cái em nói là ok anh, đi thì đi. Tuần sau là bắt đầu đi đó, cái ảnh mới gửi cái mail là em nói thôi bây giờ ở dưới Đức Hòa đang cần nhân sự, em về dưới em làm thời gian dùm anh đi. Cái em cũng báo với ảnh, ảnh cũng nhùng nhằng á, đi làm sao rồi về làm sao này nọ. Cái em nói là em cũng không biết nữa. Cái ổng nói thôi anh không chịu đâu, bây giờ một á là anh, hai là sự nghiệp, em chọn đi. Trời ơi. Sao em kiểu cũng mê trai. Cái em mới nói thôi nếu bây giờ mà ai mà nuôi em được thì em nghỉ làm. Cái ổng nói ừ nghỉ đi, về tôi nuôi. Cái nói ừ vậy thôi vậy nghỉ, cái xin phép nghỉ luôn. Vậy đó hả? Rồi dạ. Em có bắt nó nuôi không? Dạ có chứ chị. Rồi trong cái thời gian ở chung với nhau vậy á, có lòi ra thói hư tật xấu gì không? Dạ có. Kể đi, kể ai, đi. Ai lòi? Dạ chắc hai đứa đều có hết. Dạ. Bây giờ, dạ, là có tật xấu ra đi. Đó. Anh ấy tật xấu gì lòi ra? Cho anh kể trước luôn á. Của vợ em thì lúc mới quen thì em thấy vợ em cũng hiền, cũng nói chuyện với bạn bè em thấy cũng dễ thương. Xong cái ở thời gian về cưới về thấy sao? Ủa sao? Thấy hơi hung dữ ạ. À. Bạo dữ nữa. Hơi nóng tính nữa. Tật xấu là nóng tính nè. Dạ. Cái gì nữa? Mà hầu như vợ em thì em thấy là chỉ có cái nóng tính là hơi xấu thôi à. Chứ còn tất cả là hơi xấu thôi đó. Vậy á? Hơi xấu. Là nấu ăn đồ ngon không? Dạ ngon, rất ngon. Làm ngồi nhậu rất ngon. Tại vì nhà ta bán quán nhậu mà. Rồi giờ tới em đó Nhi. Dạ tật xấu của ảnh nhiều lắm. Đi nhậu á thì đi hả 2-3 tăng mới chịu về, đi 1 tăng là không chịu về. Mà khi mà ảnh xỉn về á, cái ảnh kiểu gia trưởng lắm mà ảnh nóng tính lắm. Y chang như cái kiểu là cái câu đó ngày thường mình nói là bình thường. Nhưng mà đối với ảnh khi xỉn về là câu rất là nặng nề đối với ảnh. Lỡ đâu là ảnh
phật lên em liền. Mà em càng nóng tính cái gây qua gây lại, gây tới gây lui, cái là đập bể mấy cái điện thoại rồi đó. Vậy hả? Nó nghe là bộ chồng em nhậu dữ lắm hả? Dạ tại vì tính chất công việc của chồng em là nó phải xảy ra nhậu nhiều đúng không? Dạ nhậu nhiều. Nhậu nhiều rồi sao làm ăn? Chị anh đừng nhắc tới chị mắc cười nữa rồi đó. Mắc cười nữa hả? Vụ gì, vụ gì, vụ gì? Ổng á nha, ổng mà đi nhậu về ổng xỉn rồi, ổng đã biết ổng xỉn rồi, mệt thì đi ngủ đi. Ừ. Không đâu. Em ơi, thôi mình làm hiệp nha. Thôi thì cũng chiều ổng luôn. Đang lâm trận cái tự nhiên, ủa sao ông này sao ông im re vậy ta? Cái em mới hỏi, ủa anh ơi, anh nghỉ mệt hả? Không trả lời. Ủa anh ơi có sao không, quay qua là thấy ngủ ngáy khò khò. Trời ơi. Mọi người. Ôi. Em làm anh Thuận té rồi đó nha. Ngủ mà ngáy trên mình em á mà còn ngáy vậy. Ngủ trong lúc lâm trận luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Xịn quá rồi. Em ơi cái chuyện nó có thường xuyên không em? Dạ thường xuyên. Thường xuyên rồi hả? Sự cố ngoài ý muốn hả? Mà sự cố này diễn ra thường xuyên. Đó còn gì nữa không? Mà ảnh còn một cái nữa là ảnh không có lãng mạn được như người ta đó. Kỷ niệm ngày cưới hai người hai đứa. Trước mấy bữa đó em nói ai, tới bữa đó không biết có ai làm gì cho mình người ta. Là ý là nhắc khéo rồi đó. Cũng thấy không nói năng gì hết trơn á. Cái chiều bữa đó rủ đi ăn. Mà ra ăn xong rồi đi về không nói gì hết. Cái em nói, ủa anh không có gì nói với em hết trơn á hả? Cái này thôi có gì đâu, thôi tắt đèn đi, cho một cái là đền bù rồi đó. Xong cái qua hôm sau cái em cũng không nghe anh nói gì hết. Cái em nói em buồn, cái anh hỏi sao buồn. Cái em nói ít nhất ra không có hoa, không có gì anh cũng phải nói với em. Ừ kỷ niệm sao anh cũng phải cảm ơn em vì em đã sanh cho anh một đứa con rất là đẹp mà. Anh nói trời ơi thôi đi, hai vợ chồng mình có gì đâu nói. Trời em buồn dễ sợ. Ngại đó, hiểu ngại, không có dám, không có muốn nói lời qua Mỹ. Sao tính em muốn là tự hiểu đúng không? À không có sến, không sến được. Mong muốn thay đổi của em lớn nhất đó chính là điều gì nhỉ? Chồng em thay đổi điều gì? Chồng em thì nói chung là ảnh đã quá tuyệt vời rồi. Nếu như mà ảnh thay đổi cái tính nết mà khi đi nhậu về mà ảnh nóng tính á thì ảnh còn tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra em cũng không muốn chồng em thay đổi gì hết. Ảnh rất là tốt đối với em và cả con nữa. Rồi tới em đó. Em thì cũng hai chồng cũng có cái nóng tính nên em chỉ muốn vợ em là nói chuyện em lúc bực bội á gì thì mình phải tiết chế lại. Chứ vợ em quạo lên là ai cũng sực hết á. Em thì cũng nóng trong lúc xỉn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ để chị nói một cái chi tiết này thôi, không biết có đúng hay không. Dạ. Một số những người xỉn họ có nhiều trạng thái lắm. Dạ. Có những bạn á xỉn xong là chỉ có cười thôi. Có những bạn xỉn xong là chỉ có khóc thôi. Dạ. Khóc. Và có những người á khi mà họ xỉn á thì họ là đúng là một con người khác. Dạ. Thì á những cái người mà sau khi xỉn họ là trở thành một con người khác thì trong cuộc sống bình thường của họ, họ bị rất nhiều áp lực và họ phải ức chế rất nhiều. Dạ. Thì ở đây chị nói ví dụ chồng của em, cái công việc của bạn này thì không biết bạn làm chức vụ gì chị không biết nha, nhưng mà cái áp lực của bạn trong cái nơi làm việc rất nhiều. Dạ đúng rồi chị. Nhiều lắm. Rồi đến khi về nhà thì vì sao? Vì thương vợ, thương con. Có những điều nhiều khi em nóng sản lên. Dạ. Em nóng lên nhưng mà chồng em vẫn phải nhịn. Dạ đúng rồi. Nhịn em hiểu chưa? Dạ. Nhịn quá nhiều, trong nhà ngoài phố nhịn hết. Chỉ đến khi mà bạn xỉn lên bạn mới có thể bộc lộ được tất cả những cái điều bạn bị đè nén. Dạ. Em hình dung không? Dạ. Thành ra đúng không cưng? Cưng? Dạ đúng rồi. Bé? Đúng không bé? Thì thành ra bây giờ vậy, em muốn chồng em không xỉn thì cũng giống như ước mong của chồng em á, cái mong muốn chồng em là đừng nóng tính nữa thì em đỡ được một cái áp lực ở nhà cho ảnh. Dạ. Thì khi nhậu vô ảnh sẽ giảm được 50%, chỉ còn cái ở bên ngoài thôi. Dạ. Còn bên ngoài thì bắt buộc phải chịu rồi. Cặp vợ chồng này quá dễ thương rồi. Thôi xin chúc hai em mỗi người bớt miếng bớt miếng bớt miếng. Dạ. Để mà hạnh phúc mãi mãi với nhau. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai em. Ok. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà đến từ Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm cao băng long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung Ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh. Mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một cặp đồng hồ dành tặng cho hai vợ chồng nào nếu giành được phần quà này. Đó chính là một cặp đồng hồ đeo tay dành tặng cho hai vợ chồng đến từ thương hiệu SR Watch. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một phần quà đến từ thương hiệu bánh bông lan Hura Daily. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi của tôi nhé. Vợ chồng bạn thích làm điều gì cùng nhau nhất? Vợ chồng Ngọc Châu thích làm điều gì cùng nhau? Nấu ăn,
đi du lịch. Đó. Rồi vợ chồng của Trọng thích gì? Đi du lịch. Đâu đi du lịch. Hả? Rồi mời cặp vợ chồng Nhi và Trọng chọn đi một trong bốn màu sắc này. Màu nào? Em chọn màu xanh. Màu xanh. Xanh. Châu ngọc. Màu gì? Đỏ. Màu đỏ. Tôi màu hường nghe. Mời các cặp vợ chồng chúng ta bước về cái bước vào vị trí của mình. Như vậy Thuận và chị Vân sẽ mở trước, các cặp vợ chồng khoan mở nha. Đếm nào. Wow. Mời các cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị nào. Đếm. Mở. Rồi, chúc mừng cặp vợ chồng của Ngọc và Châu đã nhận được một phần quà. Đó chính là bánh bông lan Hurra Deli. Và kèm theo đó chính là món quà mà các cặp vợ chồng đều thích, gắn liền với chương trình Vợ Chồng Son, đó chính là cước vui nồi. Chúc mừng cặp vợ chồng của Nhi và Trọng đã nhận được một phần quà rất đặc biệt đến từ chương trình, đó chính là một cặp đồng hồ đến từ thương hiệu SR Watch. Kính thưa quý vị, như vậy khán giả xem chương trình tuần này chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần quà, đó chính là xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu. Tuy nhiên để nhận được phần quà đó, chúng ta phải tham gia trả lời câu hỏi trên fanpage Vợ Chồng Son.